Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một vấn đề liên quan đến những người lao động mà khi tham gia vào công ty và sau đó ở công ty cử đi nước ngoài, có thể là không phải chỉ đi công tác đâu ạ, mà sẽ đi học tập đào tạo tại nước ngoài rất là lâu. Thì trong tình huống đó thì thuế thu nhập cá nhân của họ sẽ được xác định như thế nào? Cá nhân được cử đi nước ngoài. Thì hiển nhiên rồi, muốn tính được thuế nhập cá nhân đối với những cái một cái trường hợp như này thì chúng ta có thể thực hiện qua một số cái bước cơ bản giống như là những cái khâu thông thường. Đó là đầu tiên chúng ta cần xác định được tình trạng cư trú. Đấy. Thì đối với cái việc mà xác định tình trạng cư trú với cá nhân được gửi đi nước ngoài, chúng tôi đã có một cái bản tin liên quan đến vấn đề này rồi, thì các bạn có thể tham khảo với bản tin đấy. Nhưng về cơ bản thì nếu như mà với những cá nhân mà đi nước ngoài chứng minh được là đối tượng cư trú tại nước khác và hiện diện ở Việt Nam dưới 183 ngày thì sẽ được xác định được là cá nhân không cư trú. Và khi đó thì đối với cá nhân không cư trú thì người ta sẽ chỉ phải nộp thuế đối với cái phần thu nhập phân bổ cho cái số ngày hiện diện ở Việt Nam thôi. Đấy. Thế còn cái trường hợp còn lại đó là với trường hợp là cá nhân cư trú là trường hợp khó hơn, đó là trường hợp mà khi cá nhân cư trú phải thực hiện tính thuế đối với thu nhập toàn cầu. Thì câu chuyện đặt ra tiếp theo đó là chúng ta sẽ tính thuế từ tiền lương tiền công như thế nào? Bởi vì thực tế là như này các bạn, là ngoài việc khi mà cá nhân này được cử đi nước ngoài thì ngoài những khoản thu nhập thông thường được nhận mà cá nhân đã nhận được thì cá nhân còn nhận được một số những khoản phụ cấp, một số các khoản trợ cấp trong quá trình mà đi công tác, hoặc là bản thân cá nhân sẽ nhận được một số cái khoản là công tác phí, ví dụ như là phí để đi lại này, để ăn ở này, đúng không? Khoản công tác phí đấy. Và cái câu chuyện đặt ra ở đây đó là khi mà cá nhân nước ngoài thì thường vật công tác phí này phát sinh sẽ rất là lớn, lớn lắm luôn đấy. Nó theo quy chế công ty nó nhân với số ngày ở nước ngoài lên thì có là cá nhân đi vài năm thì số tiền của bạn sẽ thấy rất là lớn. Nhưng mà câu chuyện đặt ra ở đây là đối với các khoản này thì có hay không phải chịu thuế thu nhập cá nhân, đúng không ạ? Thì với quan điểm của chúng tôi cũng có đưa ra một số những cái công văn hướng dẫn của cả tổng cục thuế và công an thuế địa phương. Thì chúng ta cần phải nhìn bản chất của khoản tiền mà cá nhân nhận được trong quá trình mà đi công tác này nó là gì. Nếu mà trường hợp khoản này bản chất của nó là một khoản phụ cấp được cộng thêm vào lương ạ, và nó không phụ thuộc vào việc là cá nhân căn cứ vào tình trạng đi công tác, số ngày đi công tác, hoặc là bản chất của nó là nó không dùng để trang trải những chi phí phát sinh thêm trong quá trình mà cá nhân đi nước ngoài, thì khoản này sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Đấy. Và như vậy thì cái trường hợp còn lại là trường hợp mặc dù nhận được khoản công tác phí thêm, đúng không, cũng được khoản này, nhưng cái cơ sở để tính thì nó căn cứ theo bản chất đó là gì ạ? Nó phục vụ cho quá trình công tác, nó cũng giống như một dạng khoán công tác phí đấy các bạn. Khoán công tác phí thì là cá nhân được khoán cái khoản tiền mỗi ngày là bao nhiêu tiền dùng để đi ăn, để gì ạ, để tiền ở, tiền đi lại thứ đấy, đúng không, thì sẽ được tính là một bản chất là một khoản công tác phí, và khi đó thì sẽ không bị tính thuế. Và một cái đặc điểm ở đây chúng ta cần lưu ý với tôi này là để chứng minh được cái này là công tác phí thì chúng ta phải có ràng buộc về mặt chứng từ. Đấy. Chứng từ thì bao gồm có hai chứng từ chính, chúng ta có thể có muốn xem cái bản tin của chúng tôi về chi phí công tác được trừ ấy, nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ có, thứ nhất đấy là các cái quy chế mà ràng buộc đối với cái việc mà chi cái khoản tiền này, và thứ hai nữa đấy là đối với nó sẽ phải có hóa đơn chứng từ tại nước ngoài để chứng minh cái chi phí này phát sinh. Đấy. Thì về cơ bản chúng ta có hiểu đơn giản ngay thôi, đó là khi mà cá nhân được đi công tác nước ngoài, được chưa ạ? Thì khi mà nhận được thêm đối với khoản tiền cộng thêm này thì chúng ta căn cứ theo bản chất của khoản tiền cộng thêm để chúng ta xem có cần tính thuế thu nhập cá nhân hay không.